Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận hai tấm cần đo nè bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở đường phong ra các bạn. Sau đó các bạn mở địa chỉ dưới SH của mình nè các bạn. Rồi, các bạn bấm nút nhận nha bạn. Sao chép MRO, SH lên cả. Rồi, các bạn tiếp tục thì các bạn dán vào địa chỉ dưới này nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nè. Chương trình này góp này em 10 ngày member nha bạn. Rồi bạn bấm enter nè. Rồi sau đó các bạn chỉ lên ghép mà chia sẻ cho bè và người thân để kiếm tôi cần các bạn. Sau đó các bạn điền địa chỉ email của các bạn vô đây luôn đi các bạn. Đang có thông tin gì để gửi về email mình. Complex.com. Rồi, vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.